Kính thưa quý vị, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển, cũng như sự dịch chuyển của người dân về các đô thị lớn ngày càng nhiều, đã dẫn đến sự ra đời của các tòa nhà, các khu chung cư. Do đó, nhu cầu về các dự án bất động sản luôn luôn thu hút sự quan tâm rất lớn từ người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố như là vị trí, tiện ích hay là quy hoạch xây dựng, thì chất lượng quản lý vận hành là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định xem có lựa chọn bất động sản đó hay không. Và quản lý như thế nào là đạt chuẩn, góp phần tạo nên môi trường sống văn minh, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của người dân thì thực sự không hề đơn giản. Và để cùng trao đổi và thảo luận sâu hơn về chủ đề này, ngày hôm nay Tiêu Dùng 24/7 đã mời đến trường quay một vị khách mời đặc biệt. Xin giới thiệu cùng quý vị, ông Omori Daisuke là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Anabuki NM Housing Service Việt Nam. Xin chào MC, xin chào quý vị. Xin được cảm ơn ông Omori Daisuke đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Thank you for being here. Kính thưa quý vị, và trước khi chúng ta bước vào cuộc thảo luận, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn sau đây. Những năm gần đây, số lượng các dự án tòa nhà, chung cư, căn hộ, khu đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tăng lên đáng kể theo từng năm. Các dự án thuộc phân khúc bình dân, trung cấp hay cao cấp liên tục được ra mắt thị trường. Với những ưu điểm nổi trội như không gian sinh hoạt tập trung trên một mặt sàn căn hộ, khu đô thị tích hợp nhiều tiện ích, nằm ở các vị trí cơ sở, có hạ tầng giao thông thuận lợi, các dự án chung cư ngày càng trở thành sự lựa chọn lý tưởng của nhiều khách hàng trẻ tuổi. Quý vị thân mến, qua đoạn video clip vừa rồi, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của công tác quản lý vận hành tòa nhà chung cư không chỉ tác động đến quyết định lựa chọn bất động sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Vậy thì ông Omori Daisuke có thể chia sẻ cho quý vị khán giả góc nhìn của mình cũng như là phân tích sâu hơn về vấn đề này tại Việt Nam không ạ? Tôi cho rằng có 3 yếu tố chính quyết định đến giá trị của bất động sản: vị trí, sản phẩm và công tác quản lý. Trong 3 yếu tố này, vị trí và sản phẩm được quyết định ở giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng việc quản lý luôn có thể được cải thiện theo nhu cầu của cư dân. Vị trí và sản phẩm dù có tốt đến đâu, nhưng nếu không được quản lý hợp lý, thì sau này giá trị của bất động sản sẽ giảm sút. Trong công tác quản lý, theo tôi có 2 mục chính, đó là quản lý cơ sở vật chất, phần cứng và quản lý vận hành dịch vụ, phần mềm. Quản lý cơ sở vật chất phần cứng là quản lý các trang thiết bị, hạ tầng xây dựng của tòa nhà ở trạng thái tốt với chi phí hợp lý. Điều này mang lại sự an toàn và an tâm cho cư dân. Quản lý vận hành dịch vụ phần mềm là cải thiện môi trường sống và sự tiện lợi của cư dân. Điều này mang lại sự thoải mái. Hiện nay, thị trường bất động sản Việt Nam đang phát triển thần tốc và loại hình thì ngày càng phức tạp, chẳng hạn như các khu đô thị đa chức năng, các tòa nhà cao tầng để ở và thương mại phức tạp, các loại hình chung cư nghỉ dưỡng, condotel, nên các vấn đề phát sinh ngày càng được nhìn thấy rõ ràng hơn. Để giải quyết được các vấn đề trên nhằm đem đến môi trường sống an toàn, an tâm và thoải mái cho cư dân, tôi nghĩ rằng vai trò của công ty quản lý vận hành chúng tôi trở nên quan trọng hơn trong tương lai. Quý vị thân mến, qua câu trả lời của ông Omori vừa rồi thì chúng ta có thể nhận thấy vai trò ngày càng quan trọng của các công ty quản lý vận hành. Và rõ ràng là công tác quản lý vận hành một hệ thống sao cho hiệu quả với rất nhiều những hạng mục được đưa vào sử dụng không phải là điều dễ dàng. Với kinh nghiệm hơn 50 năm quản lý vận hành tại Nhật Bản cũng như rất nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường châu Á thì Anabuki đã có những giải pháp như thế nào để giải bài toán quản lý vận hành tại các chung cư, tòa nhà? Sau đây thì xin mời ông Omori sẽ chia sẻ cụ thể hơn cùng với quý vị khán giả. Chất lượng quản lý bất động sản ở các nước châu Á thường bị ảnh hưởng rất nhiều bởi năng lực của đội ngũ nhân viên làm việc tại dự án. Tôi nghĩ Việt Nam cũng có vấn đề chung này, ngay cả khi bạn có một quy trình hướng dẫn tốt, nếu nhân viên thực hiện không vận hành nó đúng cách, nó cũng sẽ không có hiệu quả. Thực tại chúng ta đang vận hành theo hình thức phụ thuộc vào con người, chẳng hạn như văn phòng chính giám sát dự án, nhưng thị trường lại đang phát triển rất nhanh, dẫn đến khan hiếm nhân sự có kinh nghiệm, chi phí nhân sự tăng vọt. Với tốc độ này, tôi nghĩ giới hạn sẽ đến trong thời gian không xa. Đương nhiên việc đào tạo nhân sự luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng song song đó, chúng ta cũng cần thúc đẩy việc tạo ra một hệ thống bền vững, không phụ thuộc vào con người. Ở Anabuki, chúng tôi vận dụng những kinh nghiệm tích lũy đến nay để tạo ra một hệ thống không phụ thuộc vào con người, thực hiện vận hành bằng phần mềm quản lý.
Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về cách thức quản lý vận hành các dự án bất động sản của Anabuki, xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn video clip ngắn ngay sau đây. Quản lý vận hành, một trong những yếu tố then chốt đang ngày càng trở thành xu hướng quyết định tới việc lựa chọn dự án bất động sản như chung cư, tòa nhà, căn hộ hiện nay của rất nhiều người dân. Vì thế, công tác quản lý và vận hành ngày càng đòi hỏi sự bài bản, chuyên nghiệp và cần được chuẩn hóa. Bởi làm được điều này, không chỉ góp phần nâng tầm và khẳng định chất lượng dự án, mà còn là cầu nối gắn kết quan trọng giữa chủ đầu tư và cư dân. Anabuki là một công ty Nhật Bản, có đầy đủ những cái hội đủ ba cái yếu tố là về cái thứ nhất là về cái văn hóa của doanh nghiệp. Làm công ty Nhật Bản thì rất là chu đáo, ân cần và chuẩn mực, cũng như là trong tất cả các cái công việc thì được thể hiện là có những cái quy trình rất là chặt chẽ. Thứ hai là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, rồi là đội ngũ thì rất là đoàn kết, như là hiểu việc, thì tôi cho đấy là cái yếu tố thứ hai. Thứ ba là cái quan hệ đối với cư dân thì được ban quản lý của công ty Anabuki là xử lý rất là tốt. Nó thể hiện ở cái chỗ tức là luôn luôn quan tâm, rồi chia sẻ, thái độ rất là thân thiện. Chính ba cái yếu tố này đã làm nên cái sự gắn bó của công ty Anabuki đối với lại là cư dân của chung cư Splendor. Để vận hành, quản lý dự án, chủ đầu tư có thể tự lập ban quản lý hoặc thuê công ty bên ngoài. Trong khi đó, nhiều dự án lại quyết định lựa chọn các doanh nghiệp quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Thì thông thường, để xây dựng một cái quy trình chuẩn, thì các doanh nghiệp sẽ thực hiện 5 bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất là xây dựng quy trình dựa trên phạm vi và cái nhu cầu. Bước thứ hai là mô hình hóa quy trình. Bước thứ ba là áp dụng quy trình. Bước thứ tư là đánh giá quy trình. Và bước thứ năm là điều chỉnh quy trình. Thì với mỗi dự án bất động sản, các cái nguồn lực tham gia vào quá trình của quy trình nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là nguồn lực, ngân sách và thời gian. Thì chính vì điều đó, chúng tôi nhận định bước thứ tư, bước đánh giá quy trình là một trong những bước quan trọng. Và chúng tôi sử dụng cái bước đánh giá quy trình này cho chính nhân viên của chúng tôi và khách hàng, những người sử dụng quy trình. Thì thông qua cái việc đánh giá từ những người sử dụng nó, thì chúng tôi sẽ có những cái việc điều chỉnh nó phù hợp. Thì đối với chúng tôi gọi đây là xây dựng quy trình dựa trên quy trình chuẩn. Và thông qua việc xây dựng này, chúng tôi sẽ có thể phù hợp với từng dự án bất động sản mà chúng tôi đang quản lý. Chúng tôi quyết định lựa chọn Anabuki là đơn vị quản lý vận hành bởi vì thứ nhất, Nam Long muốn có một đối tác chiến lược nước ngoài uy tín, có năng lực với đội ngũ lãnh đạo tốt, cùng lý do giúp chúng tôi lớn mạnh. Đây là yếu tố quyết định đối với thị trường Việt Nam. Anabuki đã có hơn 50 năm kinh nghiệm tại Nhật và các nước châu Á. Chúng tôi muốn cùng nhau chia sẻ, đào tạo và chuyển giao kiến thức cho các đối tác, nhân viên bản địa. Thứ hai, Nam Long biết Anabuki đến từ Kagawa, Nhật Bản. Tôi thấy rằng đó là yếu tố quan trọng. Anabuki là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản với hơn 50 năm kinh nghiệm. Họ cũng thuộc top 10 công ty quản lý vận hành lớn nhất tại Nhật Bản với số lượng căn hộ hơn 260.000 căn. Liên doanh giữa Nam Long và Anabuki đã tự khẳng định mình bằng những kỷ lục mới. Năm 2022, số căn hộ quản lý đạt 12.500 căn tại Việt Nam thuộc các dự án của Nam Long cũng như 5 chủ đầu tư khác. Anabuki cũng phát triển trong việc đào tạo nhân lực. Năm 2018, họ có 50 nhân viên người Việt và 1 nhân sự người Nhật Bản. Và hiện tại năm 2022, số nhân viên là 271 Việt Nam, 2 Nhật Bản. Doanh thu năm 2020 đạt 3,6 triệu đô la Mỹ. Năm 2021 đạt 5,7 triệu đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng trong 3 năm đạt 174%. Tôi muốn đánh giá kết quả hoạt động của Anabuki là A+, rất xuất sắc. Họ là đối tác kinh doanh tuyệt vời của Nam Long.
Cảm ơn. Hiện nay, Annabuki Việt Nam có đội ngũ nhân sự lên tới 200 nhân viên, đều được bồi dưỡng và đào tạo bởi ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm đến từ Nhật Bản, đảm bảo xây dựng những quy trình và kỹ năng quản lý chặt chẽ trong vận hành, quản lý bất động sản với các dịch vụ nằm trong hệ sinh thái như ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành đối với cư dân và ban quản lý, đặc biệt là ứng dụng với ban quản lý Annabuki PMS được thiết kế và triển khai bởi tập đoàn Annabuki Nhật Bản và dùng chung công tác quản lý dịch vụ bất động sản ở tất cả các quốc gia. Phần mềm hỗ trợ công tác quản lý vận hành như sau. 1. Quản lý công việc, giảm thiểu rủi ro quên hay chậm trễ trong công việc, cải tiến và thống nhất chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả làm việc. Chính nhờ những giải pháp hiệu quả trong công tác vận hành và quản lý bất động sản, đến nay Annabuki đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, doanh nhân tiêu biểu năm 2020 lần thứ 7. Tháng 11 năm 2021, Annabuki NL Việt Nam nhận giải thưởng Dos Property, hạng mục giải thưởng vinh danh đặc biệt dành cho công ty quản lý bất động sản tốt nhất 2021 và nhiều giải thưởng cao quý khác. Đây đều là những minh chứng cho một doanh nghiệp đang không ngừng phát triển và khẳng định được thương hiệu, uy tín trong hoạt động dịch vụ quản lý bất động sản trên thị trường tiềm năng này. Quý vị thân mến, linh hoạt trong cách thức quản lý vận hành nhưng vẫn đáp ứng theo tiêu chuẩn riêng, đó chắc chắn là điều mà các đơn vị quản lý vận hành luôn luôn muốn áp dụng và thực hiện tốt. Và có lẽ là chúng tôi xin được hỏi ông Omori, phương châm cũng như mục tiêu của Annabuki là gì ạ? Triết lý kinh doanh của chúng tôi là quản lý vì hạnh phúc. Quản lý vì hạnh phúc rất tuyệt vời đúng không ạ? Và xin mời ông Omori sẽ chia sẻ cụ thể hơn về phương châm này. Công ty là một con tàu lớn và nhân viên là thủy thủ đoàn. Để đưa con tàu lớn này cập bến an toàn, cả đội cần có mục tiêu giống nhau. Đó là vai trò của triết lý kinh doanh công ty. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là quản lý vì hạnh phúc. Chúng tôi muốn mang đến cho mọi người xung quanh một cuộc sống hạnh phúc, không chỉ hiện tại mà cả mai sau. Quan điểm này được kế thừa trong mỗi con người chúng tôi và thể hiện qua từng dịch vụ cung cấp cho khách hàng hàng ngày. Chúng tôi gọi đây là quản lý vì hạnh phúc và luôn xem trọng phương châm này. Xin cảm ơn ông Omori với những chia sẻ vô cùng thực tế trong chương trình ngày hôm nay và chúc cho Annabuki sẽ hiện thực hóa được phương châm quản lý vì hạnh phúc của mình và cũng như là ngày càng thành công ở thị trường Việt Nam. Quý vị thân mến, và hy vọng với những chia sẻ rất thực tế của vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì có thể giúp cho nhiều chủ doanh nghiệp cũng như các chủ đầu tư có thể có những lựa chọn chính xác đơn vị quản lý vận hành cho dự án của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin được khép lại. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.